Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Vợ chồng Thủy Tiên đã ra tới miền Trung mang theo một vali đầy tiền cứu trợ. Theo đúng như kế hoạch, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã có mặt ở miền Trung để tiếp tục công việc hỗ trợ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Khác với đợt cứu trợ trong lúc cấp bách trước đó, lần này Thủy Tiên đã có bản kế hoạch chi tiết và cụ thể hơn. Theo đó, cô vẫn sẽ tự tay đi tới từng nhà trao tiền cho từng hộ dân, chứ không thông qua bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khác. Các hoàn cảnh được nhận giúp đỡ sẽ công khai trên Facebook của cô để mọi người xác minh, tránh trường hợp trao nhầm. Ngoài hỗ trợ tiền mặt để giúp người dân có thêm chi phí trang trải cho những ngày sau bão, Thủy Tiên còn hứa sẽ giúp họ tu sửa lại nhà cửa, hỗ trợ học phí, xây lại những cơ sở vật chất công cộng bị hư hỏng. Tính đến ngày 25 tháng 10, tổng số tiền Thủy Tiên nhận được từ sự quyên góp ủng hộ của mọi người là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tâm sự của Thủy Tiên, số tiền đó không thấm tháp vào đâu so với những mất mát, thiệt hại mà người dân vùng lũ đã, đang và sẽ phải đối mặt. Ngay khi vừa đặt chân tới miền Trung, Công Vinh và Thủy Tiên đã lập tức tới ngân hàng để rút một khoản tiền lớn. Vì có Công Vinh ở bên cạnh nên Thủy Tiên cảm thấy yên tâm phần nào. Hai đứa đã ra đến miền Trung, chia team đi rút tiền, team còn lại lọc danh sách người dân. Mới vài chục nghìn dân, vài xã mà đã hoa mắt chóng mặt. Nay có anh bảo vệ áo trắng theo cầm hộ vali tiền, yên tâm hẳn, cô tâm sự. Rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn tới vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên vì đã bất chấp những cảnh báo nguy hiểm từ cơn bão số 9 chuẩn bị ập tới, sẵn sàng có mặt tại miền Trung để giúp đỡ người dân. Bên cạnh đó, cũng có những lời nhắc nhở vợ chồng Thủy Tiên nên cẩn thận khi đem theo một số tiền quá lớn trong người. Chị Tiên ơi, chị rút tiền mà đưa lên mạng nguy hiểm lắm. Mình làm việc thiện có gì đâu mà phải đưa lên. Đợi xong rồi mọi việc rồi đưa cũng được. Bây giờ cầm số tiền nhiều như vậy nguy hiểm tới tính mạng hai vợ chồng chị đó. Cẩn thận nhé, một dân mạng nhắc nhở. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, chuyến đi này không chỉ có mỗi vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên mà còn rất nhiều người đồng hành luôn sẵn sàng và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ mọi người gửi gắm. Cuộc hôn nhân tràn ngập tình yêu của Cam Thơ, chàng nhạc sĩ vừa phải cắt một bàn chân. Bị gia đình ngăn cấm chỉ vì để tóc dài. Cách đây vài hôm, khi đến thăm người anh đồng nghiệp sau cuộc phẫu thuật cắt rời một chân vì nhiễm trùng, ca sĩ Trì Dì Phương Trinh, vợ cũ Hoàng Kiều, đã được chứng kiến tình cảm mặn nồng của vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang, Cam Thơ. Cô kể, hôm qua đến thăm anh Lê Quang, nhìn cảnh bà Tám Cam Thơ chăm sóc cho anh ấy mà không khỏi xúc động. Khi bước vào nhà, bà Tám nhìn Bảy ngạc nhiên hỏi, sao bà đến mà không báo gì hết vậy, rủi tôi đi đâu, không có ở nhà thì sao? Bảy nhìn bà trả lời, tôi đến thăm anh Quang chứ có đến thăm bà đâu mà bà cần có ở nhà. Mà anh Quang có đi đâu được đâu mà không có ở nhà, bà nghe vậy cười kha kha. Trong lúc mình đang ở đó, nhìn thấy cảnh bà Tám chăm sóc cho anh Quang mà tội nghiệp cho bà, nhưng lại vui mừng cho anh Quang vì là trong lúc khó khăn, bên cạnh có người vợ hiền, ngày đêm cầu nguyện, lo cho từng viên thuốc, miếng ăn. Trong thời gian ngắn ngủi ở đó, mình thấy bà Tám lang sang lấy sữa, lấy thuốc cho anh Quang uống, hỏi anh vết thương có bị đau không, rồi băng bó vết thương lại cho anh. Mình không quen nhìn hình ảnh này của bà Tám vì từ ngày quen bà đến nay, khi anh Quang bị bệnh thì thấy bà lúc nào cũng hồn nhiên và có nhiều lúc còn hơi hậu đậu. Trước đây, mạnh bà đi, mạnh ảnh đi, nhưng bây giờ đi đâu, bà ấy cũng nghĩ đến anh Quang hoặc không muốn đi. Cuộc đời là vậy đó, đâu phải lúc nào cũng êm xuôi, phải có sóng gió, mất mát thì chúng ta mới biết được cái gì là quý giá và phải thay đổi. Cũng như uyển chuyển theo nó, vì đó là bài học mà chúng ta đã chọn sẵn khi xuống trần gian này và theo mình thì Cam Thơ đang được điểm A trong bài thi khó này, cô xúc động tâm sự. Nhạc sĩ Lê Quang và bà xã quen nhau khi anh đang là một trong những nhạc sĩ được rất nhiều người yêu mến, còn cô là một giọng ca nhiều triển vọng.
Năm 1991, họ gặp nhau trong một chuyến lưu diễn tại miền Trung kéo dài cả tháng trời. Thấy Cam Thơ thân gái một mình bê vác nhiều đồ vất vả, Lê Quang đã nhiệt tình giúp đỡ, khiến cô cảm động. Cam Thơ từng tâm sự: điều cô ấn tượng nhất về ông xã trong buổi đầu gặp mặt chính là mái tóc dài lãng tử và phong cách ăn mặc bụi bụi. Tiếp xúc dần, cô nhận ra rằng đằng sau người đàn ông bụi bặm đó là một tâm hồn giàu cảm xúc, hiền lành và cũng không kém phần hóm hình. Ngay khi trở về Sài Gòn, họ đã chính thức trở thành một đôi nhưng chỉ dám hẹn hò lén lút. Mãi tới khi Cam Thơ giành giải nhất tiếng hát truyền hình tháng 10 năm 1991, cô mới đủ can đảm giới thiệu người yêu với gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, chính cái vẻ bụi bặm lãng tử đã hút hồn Cam Thơ của Lê Quang lại khiến ba mẹ cô dị ứng. Sau đó, Lê Quang phải tìm cách tút tắt lại dung mạo của mình để lấy lòng gia đình người yêu. Khoảng 5 tháng sau, với rất nhiều nỗ lực, chàng nhạc sĩ lãng tử đã chính thức chinh phục được nhà gái. Họ yêu nhau 3 năm rồi kết hôn, sinh được một cô con gái. Người chồng chung thủy xưa nay chỉ có một vợ. Tình yêu và hôn nhân của Lê Quang, Cam Thơ đã khiến cho âm nhạc của cả hai người đều được thăng hoa. Tuy nhiên, sau đó vì chồng quá bận rộn với công việc nên Cam Thơ chọn lùi về phía sau một chút để chồng tỏa sáng. Bù lại, Lê Quang cũng rất thấu hiểu sự hy sinh của Cam Thơ nên từ khi làm chồng làm cha, anh sống có trách nhiệm hơn và cũng không quên dành cho vợ sự yêu thương tôn trọng. Anh cũng dành hẳn một album mang tên Cam Thơ Tình Yêu Còn Lại để dành tặng cho bà xã của mình. Thì thoảng, cuộc hôn nhân của họ cũng có chút trục trặc nhưng rồi nhanh chóng giải quyết được. Cam Thơ từng thật thà chia sẻ: thỉnh thoảng chúng tôi cũng lạc mất nhau một chút nhưng chỉ cần đi tìm là thấy nhau ngay. Dù rằng vậy cũng hơi chán, phải chi lạc nhau lâu hơn một chút. Mọi người thường bảo nghệ sĩ đào hoa, thế nhưng những người từng làm việc chung với Lê Quang đều khẳng định anh là một người chồng tùng thủy, xưa nay chỉ có một vợ. Ca sĩ Thành Thảo từng tâm sự trong chương trình Music Book rằng: tôi có mối thâm tình với vợ chồng Cam Thơ Lê Quang rất lâu rồi. Chúng tôi đã từng cùng nhau ngồi nói chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi cũng biết nhiều câu chuyện cảm động của anh chị. Tôi luôn ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của hai người vì tới giờ này họ vẫn nắm tay nhau để bước tiếp trên đoạn đường đời. Đến nay, cuộc hôn nhân của cặp đôi đã bước sang năm thứ 26. Tết vừa rồi, nhạc sĩ Lê Quang sang Mỹ ăn Tết cùng vợ con thì phát hiện những dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Sau khi đi khám, các bác sĩ phát hiện anh bị tai biến mạch máu não nhẹ. Một khoảng thời gian sau, gót chân của anh có vết nứt nhưng không gây đau nhức. Vì chủ quan nên vết nứt nhiễm trùng ăn sâu vào xương. Ngày 29 tháng 9, Lê Quang đã phải mất 3 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật để cắt bàn chân cứu mạng sống. Hiện tại, anh đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe để chuẩn bị cho cả đại phẫu thuật nghẽn mạch máu ở đầu. Trong suốt khoảng thời gian Lê Quang đối mặt với bệnh tật, Cam Thơ luôn bên cạnh chồng với một thái độ vui vẻ, lạc quan, tích cực. Họ vẫn không ngừng dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương. Hôm sinh nhật vừa rồi của Cam Thơ, Lê Quang cũng đã nhờ các y bác sĩ trong bệnh viện chuẩn bị hoa và bóng bay chúc mừng cô qua rào chắn bệnh viện. Dù không nói quá nhiều về tình yêu và hôn nhân của mình, nhưng những gì Lê Quang và Cam Thơ dành cho nhau trong suốt hơn 25 năm chung sống, đặc biệt là giai đoạn khó khăn này, đủ khiến nhiều người xúc động. Bạn thân tiết lộ về Tăng Thanh Hà, không ai sắc láo có thể lại gần. Nhân dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà 24 tháng 10, người bạn nam thân nhất của cô, cựu người mẫu Trần Quang Tuyến đã có những chia sẻ hết sức chân thành trên trang cá nhân riêng. Không chỉ nhớ lại những ký ức cách đây 13, 14 năm, Trần Quang Tuyến còn tiết lộ bản chất con người thật của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Chuyện là 13, 14 năm trước, trên hành trình cuộc đời, tôi đã may mắn bắt cóc được đứa em gái này. Em còn hơn cả người thân ruột thịt. Khi tôi một mình nơi này, em đã luôn đồng hành bên tôi, động viên, chia sẻ mọi thứ. Em vừa là cô em gái, đôi lúc như chị gái nhắc nhở tôi cái này cái kia, lại vừa là bạn, vừa là tình thân. Một tri kỷ không thể thiếu trong đời người.
Em tôi có một năng lượng sống rất mạnh mẽ, làm việc không ngừng nghỉ, quy tắc công việc và cuộc sống rõ ràng. Đi cùng với nhau, riết tôi cũng bị ảnh hưởng từ em tôi rất nhiều. Cái quy tắc đúng giờ một cách đáng sợ là tôi bị em nhiễm. Cái tính không nhịn nổi khi tức phải hỏi cho ra nhẽ cũng từ em. Cái tật thích ba mặt một lời cũng từ nhỏ em này. À còn một cái tật xấu nữa là hai đứa rất chảnh và bất cần. Không là ai. Không là ai, nhưng không ai sắc sắc, láo láo có thể lại gần. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao giữa 80 triệu dân lúc đó tôi lại may mắn trở thành anh của em. Sau những buổi làm việc chớp nhoáng, em và tôi đã trở nên thân thiết lúc nào không hay, giữa sự thắc mắc của nhiều người. Càng nhiều người thắc mắc thì tình cảm anh em của chúng tôi càng ngày càng bền vững hơn, Quang Tuyến viết. Mặc dù quyết đoán trong công việc, nhưng cựu người mẫu cho biết Tăng Thanh Hà lại là một người rất nặng tình nghĩa. Và anh mong muốn ở tuổi mới cô sẽ buông bỏ bớt được. Thương lắm vì cách sống tình cảm của em nặng tình và nghĩ cho mọi người xung quanh nhiều quá. À cái này tuổi mới tôi cũng muốn em buông lời nó bớt nè. Ai cũng có cuộc đời riêng của họ, mình chỉ cần chọn vai trò của mình, còn mọi thứ cứ đơn giản tí em nhé. Việc suy nghĩ quá nhiều cho người khác cũng là gánh nặng tinh thần rất lớn đấy, ảnh hưởng đến thân tâm rất nhiều, nhẹ nhàng với chính bản thân mình hơn nhé em. Ngoài những chia sẻ rất chân thành, Trần Quang Tuyến cũng không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật em gái thân thiết. Hôm nay là sinh nhật em tôi, chúc mừng sinh nhật em yêu. Tuổi mới chả mong gì, chỉ mong em thật khỏe, khỏe re như bò kéo xe, để rảnh rỗi anh em lại thong dong đi vi vu đó đây cùng nhau. I'm so mad, yeah.